Hello anh em, lại là mình nữa đây nha anh em. Thì bây giờ nha, từ ngày cái thằng thầy nó xuất hiện, cuộc sống của ông cốt mé với vợ chồng ổng coi như là rẽ sang một trang mới nha anh em. Nó theo cái chiều hướng mà không biết là đang đi lên hay là đi xuống nữa. Mà lên là anh, mình nghĩ là mình lên đường rồi chứ lên gì đỡ nấu nữa. Thiệt, ủa thằng thầy đúng là quái chiêu, quái kiệt, quái thú, quái quật. Đồ, thằng mập là gốm á chứ không phải đơn giản là, ủa cái đầu của nó ghê quá nha mọi người. Ê, mình đi theo nó mà tự nhiên mình thấy cái level của mình nó đi lên một tầm cao mới. Chưa biết sau này sẽ như thế nào, nếu biết có sao cũng chẳng sao. Vậy đó, mình nói vậy đâu chứ giờ sao. Nhưng tại lỡ mình đã lỡ theo, nhưng mà thằng đó nha, nó phải có mình nha bạn. Nó phải có mình, nó mới ấy, nó mới vô mà. Dù gì nó cũng chân ướt chân ráo mà. Cái đầu nó cũng nhiều lúc nó cũng ngu ngục lắm. Nó cũng có thông suốt đâu. Nó phải đi theo với mình, cặp bài trùng. Rồi bác giái là phải đi với tờ thiên. Mà thằng ấy nó mập quá, tờ thiên đâu ra. Đó, nên là bây giờ là nó phải nó nghe, nó gọi tiếp mình nữa, nó kêu trâu nữa, trâu cho khi nào mà ấy, trâu vợ chồng nhắc đầu cũng lên nào, đùn mà thằng ác rung ngừ vậy mọi người. Nghĩ sao nó kêu là trâu mà trâu tới hai vợ chồng ly tán nha mọi người, nó gơ gốm quá mà. Mà nãy giờ mình ngồi mình nói gì ta, nó mệt thiệt á chứ. Giờ mình ngày nào mình ngồi mình chờ gốc nhắc quá vậy. Mình muốn không bị trâu là mình phải ngồi, mình phải biết lựa người mà mình cho mình đi theo. Đồng ý mình làm trước nhưng mà có nghĩa là mình kẻ thức thần mới là Trang Tấn Kiệt, nên là mình phải theo thằng mập đó thôi. Hai thằng nghệ không biết nó có cái ý tưởng gì nữa đây. Thầy ông mình đỡ, mình ngồi mình chờ nó ra đó, rồi hai anh em ấy nha mọi người. Mà nãy mình có đi lướt sơ ngang sơ bộ qua nhà của ông cốp với ấy, hình như có vẻ là gia đình nó đang nội bộ đang lục đục, nó đang ấy quá. Không biết làm sao nữa đây chứ. Mà sao mà mọi người nói mọi người mới để ý đúng không? Mà sao cái ông cốp mé, sao ông cốp dữ ta? Ông mới có 30 tuổi với mấy, 36-37 tuổi với mấy, đâu có lớn gì đâu mà sao ông cốt mé giống như mấy ông già 50-60 tuổi ra. Là do làm sao hả? À kìa nó kìa. Mày hẹn gì mà hầu nè, mày hẹn cũng ra lâu dữ mày. Ai đâu biết chỗ nào luôn mày. Đủ tao kêu chỗ ở đây, chỗ hôm qua tự nhiên ra chỗ hôm qua về mày bị mù đường hay sao vậy? Giờ sao? Mày gọi ra đây đâu giờ mày có ý tưởng gì nữa chưa? Đùng mấy cái đầu mày gơ quá mày ơi, tao thiệt mày trên các bạn rồi khán giả rồi trên màn ảnh này kêu mày gơ quá, mày cái đầu mày nó thông minh quá. Gơ á? Đầu em phải sáng đó, thầy phải sáng chứ sao. Đồ ngày đây mày có cái gì nữa mày ái ra nữa không? Giờ đây em nói ai? Em qua đây á, em làm một tuần thôi. Em chơi cho giờ ông bứt nắp luôn. Sao mà cái mỏ mày nói sao cái mỏ mày giống như trờ. Đây này, trờ. Thấy không? Mày gơ quá. Nói mày bứt. Mày chứ mày làm gì cái máy tao nghe vô cho tao có biết đâu. Mày điên hay sao? Mày hầu giờ anh làm bên đây rồi. Tùng mày tự nhiên tao mất quên cái mỏ mày. Vui không mày? Tao nghĩ có cái cài cho vui rồi nè. Trời gì vậy? Tôi của tự nhiên nó lướt vô cái mỏ của thằng đây, tự nhiên cái đầu mình nó một phút nó lé sáng lên nha mọi người. Bây giờ nha, mọi người vui nha. Rầu mọi người chờ mình nha, đỡ mình bàn ở đây nên mình set up tất cả mọi thứ rồi bắt đầu mình cho các bạn xem. Ồ nghe đây là phải có người phải lên đường rồi nha mọi người nha. Đúng là anh em kẹp bài trùng có khác vậy nha mọi người, chờ mình nha. Ủa mẹ mày. Vô. Thành Hân. Nào, lên đây, ngồi kêu ông lên đi. Dạ.
Ngọc chơi nó làm cái gì vậy? Cái gì mà làm lên đây? Đồ hả? Lắm đồ mày nữa, tao thấy mặt mày như giấy tao thấy đồ. Mày vô việc đi. Đường không lối thoát rồi mày đi đâu? Em ngồi ngồi muốn gì em coi. Mẹ mày. Phải có nhà không chè thì cũng nước lạnh chứ. Nghi quá anh Hân, anh Hân. Anh Hân. Anh thấy cái mặt em không? Nói chung là nó nguy hiểm rồi, nguy hiểm đang cận cờ rồi anh Hân. Anh ngồi đi. Em có phải nói ai đâu. Có quen gì mà cũng mơ. Ai coi tao sáng cái dép. Gì mà tôi đang lên tôi coi cho ông mà ông sáng gì dép ông. Nói gì nữa vậy? Gắn gì vậy? Lớn chuyện rồi anh Hân ơi. Rồi mấy mẹ nó nói em mẹ. Nó bấm nhẹ, nó bấm hai tay nó bấm nhẹ. Rồi mẫu da gà luôn rồi. Bấm nhẹ. Mấy bữa giờ anh có ăn uống gì được không? Ngày sao mày? Anh có ăn cơm ăn uống gì được không? Mày anh hốc hác quá mà anh không ăn được này đúng không? Anh nhít chứ sao ăn được. Bữa giờ thấy từ khi mà bóng ra này từ khi mà khoảng 2 năm trước rồi anh uống không được nè vợ chồng đúng rồi cho chồng uống đúng rồi nói chung là mẹ nó nói ông đúng không mày nói chi mày nó nói đúng không nó nói em đúng không biết tự nhiên em nói vậy không chứ còn phải em làm thầy em coi cho anh em búi anh em mới coi cho anh đâu anh em nói anh còn giải nữa là nhà anh đủ u ám quá em nói thiệt làm vậy là ông anh không có ăn nên làm là sao đâu. Là sao thầy ý là ông phạm tội gì vậy sao mà thầy vô thầy nãy thì đi coi rồi qua thì thấy u ám quá sao thầy u ám đó cái mặt cái ấn đường ông này răng ông đâu cái miệng ông này răng này ông đâu mà khép thường như mình được đâu này răng của mình là đúng không miệng của mình nó là ông đâu nào ông khép được cái miệng ông đâu đó ông khép được tài lộc của ông này ông bị thoát ra ngoài hết đúng rồi con người là bình thường là đúng không ngồi bình thường là dày đúng nhà anh nó dày đúng nhà anh ống này ống ngồi bình thường cái miệng ông này đâu khép lại được hả đó anh coi đâu khép lại được đâu cái đây không phải body gì hết nhưng mà đúng nhà anh mày đang body vậy anh nói sao hả nha anh làm sao mình thay giờ ông tin nè ông tin thì thâu vậy thâu ta hai anh em tôi giờ không những giải mà cái răng nó cái còn thúi nữa cái máu thúi nữa trời cái chủ cơn gì đâu mà máu thúi sao mà thúi làm ăn tài lộc nào ra phải anh đi xe quần áo bán nước giặt không có khi nào mà khách anh lại gần khách kêu không phải đi là mỏi thúi quá biểu nó nói đúng rồi sự em thật nó mách lòng nhưng mà nó đúng thiệt đây em nay em tới đây em gieo duyên cho anh em có một bài thuốc như làm người anh thiết bằng nó đi lên anh sẽ mập như em đầu thì anh khép lại luôn nhưng mà bây giờ tao mập như mày nhưng mà tao đừng tập cái bụng như mày được được anh phải tập thể dục rồi đây để em giúp nhà cái bài thuốc rồi bây giờ nhà anh có cộng chí không cộng chí dưới đồ em dạy cái miệng anh hết hăng hô không nay không ai nói hăng hô nữa gọi là hăng ly minh hô là đủ máy diễn viên luôn á diễn viên luôn không có cái không có em ơi mà sao nó râu gì ở đây em chạy cho anh hết cái mỏ anh hết luôn anh nghe hàm răng anh này coi trời ơi răng cắm ngu này mà thôi là cái răng gì răng gì mày con này răng cắm rồi còn ngu nữa chứ là răng khô anh răng cắm ngu mà cắm ngu hoài đủ mẹ em tới đây em giật cái răng cắm ngu đủ mẹ ông là cái răng cắm vậy là không lâu giờ vận hạn qua không tốt là do răng ngu cái răng nó ngu nó không có được khôn nhưng mà nó là cái răng cắm nữa là nó bị luôn. Ông bị phạm rồi ông bị phạm vỡ cái phong thủy mẹ rồi đúng. Em nói thiệt sao em thay bè em nắm bè cái con nhưng mà tao nói trước nha đủ mày làm mày có lấy tiền không mày chó mày nói thẳng luôn bây giờ đi hết tiền mày có tiền không tiền sao vậy tiền không có tiền nó đủ deposit để nó cúng dường cho nó vậy nó đi ấy với anh đâu mà đi ấy gì nó nha ông biết nó hồi xưa nó làm gì không tôi nói thẳng luôn nè nó hồi xưa là nó làm một bên phong thủy là xem chân mày rồi là tạo sáng mũi với cái thằng đàn ông nào mà chân mày bén nhiều không bây giờ cái chân mày nó dùng cái dao bị làm bị lục cái mạch mập ở sau cái miệng của em này nó cũng dài đâu khép lại được đâu này cái miệng anh không bao giờ anh khép lại được nó đây nè anh coi nè hồi xưa nó cái miệng của nó nịnh thần nè cái rau mép nó mập hai bên nè anh thấy không
sao tốt tao nên tao ngủ vậy, tao không khép được nước nước bang này. Không phải, nước khước. Không phải, nước nhiều quá nó chảy chứ. Em nói thiệt. Nói cho anh em mình, em đéo dám gần anh nữa, con vợ anh là căng đảm á. Con bé ăn là nó căng đảm luôn. Cả mấy tháng này nó căng đảm. Nó căng đảm luôn á. Em nói thiệt, nó gốm sao mà gốm. Nhưng thôi bây giờ vậy. Bây giờ nói với anh Hằng cái nữa, có nghĩa là em tóm tắt em gói gọn vậy nè anh Hằng. Cái ý của thằng xuống nói với anh ấy, cho hai sĩ cúng dường với cầm một cọng chỉ lên đây với hai tờ giấy, hai chục cũng được cúng. Mẹ tao biết ngay là tao biết hai mày đậu vô là tao nói mày đậu công ty. Thôi bây giờ dài nha, hai chục đi giờ, thôi đi giờ, hai anh em mình đi giờ, nói chung đó nha. Ở đây không có phải là ông đừng có bán bộ thần thánh. Tôi nói thiệt với ông, nó là thầy dù gì đó ông thầy, ông làm nữa anh làm vậy không đáng một xu. Anh Phạm chứ. Thôi giờ nhưng một sĩ đâu mày, đâu mày một sĩ được đâu. Được rồi, thôi một sĩ cũng được. Đồ anh em tại giá gì túi này em trả mẹ 30 không nhiên. Ờ đó một sĩ cộng cộng chỉ đó đây này nữa đi đâu vậy. Như hai tờ giấy. Trước khi tao lấy tiền tao ấy, mày hứa, mày hứa gì coi tao như thằng giấy. Mày hứa đủ mày chữa xong là tao hết mau thuốc đi. Không cần phải hứa đâu anh. Đi em lại cầm hai tờ giấy nữa. Đó em vậy là chị mua cho bớt cái cấm cu lại. Đồ mà mày nói gì đâu không ngủ thì anh nó không, ông ngậu ông không có chịu đưa tiền đâu. Cỡ không cỡ cái cũng được. Nó chồng ở với mé chứ. Đúng. Kiếm gì mà? Kiếm gì? Nói kiếm gì? Nó ông thầy ấy mà ông cũng ông giải hạn ông chứ mà ông có tin không, mệt quá thôi mệt quá ông. Bây giờ ông tin thì ông làm chứ ông đừng có làm theo kiểu áp ép buộc. Mày đi chữa một cái răng mấy triệu bạc thì giờ có 100 ngàn coi như tôi cúng cô hồn được chứ. Ê ông nội tầm bậy nghe, ông nói với ai cô hồn không chỉ thâu gì à mẹ đấy này cô hồn tao là em giúp anh đâu. Thêm quá nhiều quá đậu mày mày ông đi giúp ông cái đó nó cũng như giải hạn rồi giống như là nó giảm tuổi thọ nó nha ông đừng tôi giận nếu mà ông không có tiền năng vô đó làm sao nó cúng ngự dữ. Sao quá tạ nhưng mà mày nói ra cho anh hăng hô cái đục mày giờ nó biết cái gì nữa đây mà gì mày mấy nó cái gì tiếng thạng tiếng gì nhiều đồ mày làm giống như này đồ giống bùa chú ngãi gì giống như mày không tin chưa đồ mày ghi tên tao đó rồi không tin chưa không thấy không rồi tao đi theo nó luôn là không tin chưa đồ mày vợ ba em nó thầy xịn chứ nó thầy xịn chứ nó đâu phải là thầy lơ tơ mơ không. Ôi, ông tướng bữa giờ tụi tôi giỡn tròn thì sao á ông này lấy lâu nên giờ tao đã ít lấy cho cách làm chữa. Cái đá sâu, cái đá sâu ông hiểu không? Chữa mà ông chữa, ông vận hạn ông nó lên là bắt đầu ông tìm tới những cái khác ông chữa nữa ông hiểu không? Ông chứ giờ ông chưa gì hết đâu, ông cứ đòi gì. Cái gì vậy? Đúng mày, thầy nó gơ quá nha anh em. Đây, bây giờ anh em sẵn làm ở đây luôn. Được không? Được anh em lên trên mạng nếu mà ông ok ổn thỏa rồi anh em ở trên mạng tìm tới tụi anh em mình làm có tiền hiểu không? Chờ qua cái chữ đây mà ông biết ông cái chữ phạn mà ông biết không? Cười lên. Hẹp đâu này. Ê, em đi học con thái. Nó thầy mà ông nói chuyện cũng lắc lắc đó nha. Rồi bây giờ thôi bây giờ mày trình bày em mày nói chuyện với ông ơi. Dày bây giờ em cùng chơi vô em lên đồng em giải hết bọn hàng ai sao đây nghe em thì cái răng ngu của anh đây này anh cứ đập đây đấy tao tao đếm chữ gì đó không cái anh bệnh ngu quá anh hiểu à anh giải đồng cho một người xem đây đấy thằng chú gơ quá nha này đây đốt uống ta đốt uống tao đi gì tao biết đốt uống đúng không tao lấy thùng nhựa cho mày đốt tao uống đúng không. Mm-hmm.
Đốt nhà cháy nhà không? Cháy rồi. Thôi ra đây, nếu ông sợ quá ra đây. Ra qua đây. Chứ giờ anh em đang làm mà sao ông? Thôi ra đây anh ơi, ra đây thầy. Đem hai gốc nước rồi ra. Thôi đi, đi ra đây, ra ngoài đây luôn. Ra ngoài đây luôn. Ra ngoài đó luôn. Thầy. Đây, đây. Ôi, cao thì ấn lắm, ông đang bán vũ nó. Ủa, tụi nó giỡn, giỡn, giỡn. Hỡi thiên linh bé cõi, về đây đã chữa cái răng cấm ngu của anh Hân. Rồi đúng mày, ủa mấy mày làm thì đúng, đúng rồi, ập luôn rồi. Ủa mày cái nuốt cái gì vậy? Rầu, rầu sao nữa? Rầu sao rầu? Ông thấy chưa? Ông thấy giống, ông thấy giống y chang chưa? Rồi sao giống thầy pháp luôn mày? Một cái phải pháp là gì nữa kia? Đồ ngu, đồ ăn hại. Đồ mày mày làm gơ dữ mày, được không? Mày uống nên thuốc nó ngấm vô nó trừ hết cái khí âm trong người ấy. Âm rồi, nó ngu quá, bất. Rồi mấy ông mà ông nghĩ không? Ông nghĩ là ông làm ăn mà nó không lên là do sao? Cái răng không ạ? Có mua gì không? Mua đi. Không, anh ngồi đây cho nó. Có cái gì đâu mà người khói ấy. Nhưng mà có nghĩa là đây chỉ là cái bước đầu tiên thôi. Còn gì nữa không thầy? Thầy còn bây giờ thầy làm phép còn chị nữa. Nó ông đã đổi vận cho ông là ông phải biết ơn hay sao mà giờ, ai chuẩn bị đúng rồi. Con lên rồi. Bây giờ làm sao nữa ông thầy? Giờ lấy cột cái răng kéo cái cuốn ngu nè, cấm ngu nè. À, có nghĩa là giải hạn cho anh đó. Ừ. Anh ngồi từ anh ra đây anh đứng nè, anh qua đây anh đứng. Đỡ thôi thôi đỡ tôi đặt cái gắp quay luôn cho đâu. Đỡ có gì đâu em quay đỡ. Em nó làm hình ảnh chút rồi có gì được rồi trên khán giả người ta có yêu cầu tụi em giải hạn hay gì đó thì em còn làm nữa, hiểu không? Để nói chung em tới đây để quảng cáo để em lấy lại cho. Em phải giúp anh, không sao đâu, anh yên tâm. Đùn mà anh nè. Cũng đâu. Ừ. Sai hướng nữa mà. Nó ngầu sai hướng này, ổng ngầu sai hướng này thấy chưa? Về đây. À. Đúng là bác thầy bè gì để nói rầu. Đúng là em thấy gái theo là ân sư luôn á. Rầu. Anh Ngọc quay đây, đợi em mấy. Ông Ngọc phải hướng nó chặt rầu, ông que cái hướng mặt ông này phải lọt que xuống hướng kia, hướng kia. Để em làm phép ra. Rầu. Đâu, đâu, đâu. Rồi, ba quân. Đấy, kéo cái cấm ngu này đi. Đâu đâu đâu. Đứng đây à, anh đứng đây. Đứng đây chờ thuốc ngắm nữa. Đâu đâu. Tôi này ư. Anh cứ đứng đây. Đứng đây đây chờ chờ thuốc ngắm đây. Đâu quá. Đâu quá. Anh bị nhiễm đó mày. Ừ, kéo. Giờ thầy làm phép đây thầy ấy. Đây đây đứng đó đứng con đứa. Rào đứa này giữ chưa? Ừ. Từ từ nghe. Sao nó giật nó quá trời. Từ từ. Sao quá. Anh nhắm mắt lại. Giật nữa. À nó kìa. Từ từ, ông bình tĩnh đi, đầu gần xem đầu ông mà làm mà ông ấy thì làm sao mà. Đây thâu giờ quay qua đây. Đỡ đỡ đâu. Quá trời. Nói này đùng má chết. Ê cái răng mà bây giờ tôi nói
em nói anh nghe nè, không có cái răng đá làm sao mà phải ông ấn lại đỡ cái cuộc đời anh nó đi lên. Đúng má tiêu. Trời ơi đau quá. Đúng má thấy không, không có cái răng đá ông làm phép ông phải ông ấn lại cho anh. Sao ai trời đúng kìa, nó tao kìa, tôi thấy nó kìa. Mẹ thù chết tại mồ bờ. Thôi đứng dậy. Đùi gì đâu ạ? Có chứ, dậy là được rồi á. Anh chuẩn bị là anh làm anh không khé. Em lấy 100.000 để cho bữa sau em lấy tới 2 triệu về chứ. Đâu? Sao? Cái răng đâu? Cái răng đâu? Cái răng gì? Răng gì? Ừ. Đâu mấy sao đâu mà vô dính cái răng nó rớt lên đeo quá. Em kéo cái cắm ngu đi mà. Đâu, đâu, đâu là cái răng anh có mất cái nào chưa? Răng anh mất cái nào chưa? Mất không biết rồi này, đâu biết rồi. Cái con gì đến tôi vậy? Đồ mấy cái răng của ông đúng rồi, đồ thâu ạ. Không chết đâu. Chụp cái vòng răng, cái vòng răng á anh ơi. Cục đê trong ngó anh ấy. À, cục anh ngó anh, biểu mấy năm nay anh ngủ vậy. Vậy thôi anh chứa được quả. Đâu anh chứa được quả nha. Tối nay là giờ làm chứa giờ là ok quá. Mở túi luôn em. À mở túi rồi. Đầu giờ túi anh lên xe em chở về luôn. Đúng rồi, thấy không? Em thấy anh thấy không? Nó xem rào chuẩn bị cuộc đời anh nó sang trang nè. Lên đây. Cuộc đời anh chuẩn bị sang trang này đó nên nó có nó là nó vững rồi anh hiểu không? Ngu. Tướng đi gì đủ giấy người yêu sao rồi mày sao cuộc đời thì vậy mà làm sao mà bây giờ vô anh vô được rồi yên tâm đi hết rồi anh thử à, em coi này anh thử anh thề này ông thấy cái gì khác không trời thơm lưng à nó thơm lưng không thiệt không 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 à đồ mày thơm rồi á anh đi vô vô gặp giờ anh rồi à? Ôi, không sao mở tao nghe thở ra nó ôi đồ mà anh không tin nó sao vậy nó kêu được là được rồi mà em ơi ê thưởng thêm nha cá được cái này cũng đập em ơi anh thấy không nó cá chịu anh có điều bất ngờ. Vô ấy, vô có đi bẩn rồi à. Khủng sáng nào. Mất giờ, quay về đi. Cái chuyện gì nói đi. Giờ nhớ mắt lại, anh tao vô điều bất ngờ. Gì nói đi. Anh tao điều bất ngờ đi. Đúng nào anh. Đúng rồi anh. Thấy không, con vợ nó đang điềm đạm. Đang làm, đại điên thảo giờ này đúng chứ không. Nói gì đâu, nói lì ấy làm đi. Không, anh nhắm mắt lại, ông trai bất ngờ à. Điên ấy, em nhắm mày lại chồng tán của tôi vậy. Ừ, ông đang hiền kích với tôi mà, ông đang hư gì tôi đâu. Không dám. Giờ, nhắm mắt lại, anh cho em một điều bất ngờ luôn. Sống không? Đấy. Công việc nữa là. Nhắm mày, nhắm cho ông yên rồi. Đâu, làm gì làm đi. Quay này qua đây. Quay. Không có nhìn về nơi kia anh. Anh chắc chưa có hiệu nghiệm, anh làm cái thứ hai đi. Anh cái thứ đúng đâu. Anh đúng đâu. Tôi nói là cái nó thôi tôi không biết đâu, đồ mày chắc không biết đâu. Vậy là chắc ông ấy đâu. Ông ông nghĩ sai đâu. Nó rớt cái răng ra mà cái răng nó bị tai tọt chỗ nào nó bị phải không ấn nó chưa kịp vớ mà. Cái mỏ anh thua cả. Thôi đồ tôi không biết đâu nghe thằng thao ông. Đồ mẹ. Cái sao vậy? Đúng rồi bác anh Hân anh đang quảng cáo
cái dược phẩm ấy á. Đồ máy vậy chắc sai ở bước nào rồi anh Hân ơi, sai ở bước nào rồi đúng không thầy, sai mẹ bước rồi. Nào rồi nghĩ cho thầy dễ tầm bậy rồi, thầy dễ cái đoạn nha thầy, thầy đốt á kiểu như nó chưa có hết phải không? Đồ chết. Mày biết gì không? Mấy thằng thầy, thầy nó đang nó nghĩ là nó cho anh cho nó làm viết mẹ gì đâu. Nên nó giật cái người tao ra là nó lôi cái gì ra ngoài bạn. Nó biểu cho vậy á, nó biểu ngầu giật cái răng của ông là nó giật cái xí tao ra. À, nó giật ra nhưng mà không có rớt cái răng nào hết á. Mấy thằng mập đó gương á. Mày mập ra, mày chó ra. Đâu ngoan mày. Đúng nè kìa, phải cho rồi nó cho anh cái lẹ vậy mà gia đình đồ xào xáo cái thằng đúng thiệt rồi chứ. Thôi rồi, đồ, nó, bữa sau chắc nó không dám ra nữa đâu.